Cửa hàng Hiếu Minh Audio xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Hôm nay thì tiếp tục lại một đợt về hàng tại cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam. Đối với dòng loa ngày hôm nay thì bên em về, đây là một trong những dòng loa mà thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Tây Ban Nha, đó là dòng loa Audio Center. Đối với Audio Center thì các bác đã biết là có hai mã là PF12 và PF12+. Đối với hai dòng này thì bát, chiếc và phân tần, kể cả thiết kế thùng thì cũng đều như nhau. Nó chỉ khác cái là ở cái phần hậu thôi nhé các bác nhé. Đối với dòng PF12 thì hậu nó sẽ lồi ra ngoài như này. Còn đối với phần PF12+ thì hậu nó sẽ vào bên trong nhé, nó sẽ thụt vào bên trong. Đấy, nó khác nhau đặc điểm ở hai dòng loa Audio PF12, nhưng mà bản chất đều bát chiếc hay là phân tần thùng như nhau hết nha các bác nhé. Đối với ngày hôm nay thì hàng thì mới vào tại cửa hàng Hiếu Minh tại miền Nam. Đấy, hàng còn rất là đẹp nha các bác nhé, đẹp từ phần bát chiếc này. Và em cũng biết là rất là nhiều bác đã mua những dòng loa Audio bên em, hoặc là các bác cần phân biệt về dòng loa Audio mà hàng xịn như thế nào, thì ngày hôm nay em sẽ quay để sẽ review và giới thiệu cho các bác về từng chi tiết một ở trên dòng loa này. Đặc điểm đầu tiên để các bác có thể dễ dàng nhận biết được một dòng loa Audio, đó là đặc điểm chung của dòng loa này, đó là nó sử dụng là Sơn cát đấy các bác nhé. Sơn cát đấy. Hôm nay em quay máy quay thì các bác có thể nhìn thấy này, nó là Sơn cát. Còn bình thường các bác mua ngoài những dòng loa ấy, em chắc chắn với các bác là rất là nhiều bác đã bị dính phải những cái hàng mà gọi luôn là hàng nhái các bác nhé. Hàng nhái thì nó sẽ là cái nước sơn là sơn nhựa, nó chỉ phải nhựa ở đây thôi. Đấy, sơ thì đối với nước sơn sần cát của Audio hàng xịn ấy các bác này, các bác chảy mạnh vào đây, tay các bác có thể bị xước, bị chảy luôn nhá. Đấy, đặc điểm ở trên dòng loa này, đặc điểm đầu tiên để các bác có thể nhận biết. Và đặc điểm thứ hai đó là đặc điểm về cái phần màu phễu này, màu phễu này nhá các bác nhé, màu phễu của loa. Loa này thì màu phễu của nó các bác nhìn này, đỏ nó sẽ màu đỏ tươi hơn nha các bác nhé, đỏ tươi hơn so với dòng loa nhái ở bên ngoài anh em đang bán. Đấy, các bác có thể xem ở trên clip là bên em có về một đợt một cái lô ấy mà bị dính phải hàng nhái, thì em đã quay ở bên em đã quay và để cho các bác có thể phân biệt. Đấy, các bác mở ngay ra thì các bác có thể xem. Đấy, đây còn hàng bãi bên em về để các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Đây, trên này đều có, trên màng nó sẽ có cái, trên màng sẽ đều có mã email hết nha các bác nhé. Đấy, đấy, sử dụng bát chép đều của Tây Ban Nha hết nha các bác nhé, bát chép của Audio luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, vào đây được khoảng 6 quả thôi. Đấy, 6 quả như một nha các bác nhé, rất là đẹp. Đây, Audio Center Made in Spain. Đấy, Bayma nhé, bát Bayma, mã này, thấy chưa, cực đẹp luôn nha các bác này. Các bác nhìn này, dầu này. Đấy, mã nha. Đây, em sẽ quay các bác nhìn luôn cái dầu này. Con này là sử dụng là dầu, là dầu màu kính dán nhé, là sợi carbon. Để em nhấc hẳn một cái quả ra các bác có thể xem này. Đây, chưa bấm khuyên cực ngọt luôn đối với dòng này. Đấy, ok chưa. Đây, vẫn nguyên này, nguyên bụi bãi này, về này, em chưa vệ sinh đâu. Hàng tiện đây em quay để vệ sinh, trước khi vệ sinh thì em sẽ quay các bác để thông báo hàng về. Đấy, gân lụa tổng dầu 3 lớp nhá. Và đặc biệt điểm của dòng này ấy, thì nó sử dụng là nón, là nón offer nón nhám nha các bác nhá, nhám bóng. Đấy, nhám bóng sở rất trơn mịn. Rồi, đấy, em quay từng quả một cho các bác luôn. Phân tần này, các bác nhìn phân tần chưa, cực gấu nhá. Tụ là tụ men nick nhá, các bác để ý giúp em, tụ là tụ men nick. Đấy, một cái bản sử dụng một cái bản ở đây nó, các bác nhìn này, nó như một quyển vở luôn. Thì em nhấc cái quả chép này, đây bác nhìn cái phân tần nó như một cái quyển vở luôn, rất là rộng to. Đây, bác nhìn thấy chưa, dây nó đều được bấm hết nha các bác nhé, đều được siết bởi các đai ốc này, được chưa. Đấy, JP12 A2, được chưa. Dòng này chất âm rất là hay nhé, em về đợt nào cũng hết hàng luôn. Đấy, đây các bác nhìn thấy bên trong phễu thì nó sẽ là màu đỏ nhé, đỏ au luôn nha các bác nhé.
Bác nhìn qua này thì bác thấy nó màu những kiểu màu nó tươi. Đấy, để các bác có thể phân biệt dễ dàng những dòng loa Oyster. Loa này em cam đoan với các bác là rất là nhiều bác đã dính phải hàng nhái, rất là nhiều luôn. Bên em về em không tiện nói tên đơn vị. Đấy, mã này nhá. Ba này. Sợi. Cực đẹp này, bụi bãi này. Đấy. Rất đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Chưa. Và đặc điểm tiếp theo nữa đó là ở dòng loa này thì các bác có thể thấy là cái quả chiếc ấy. Bình thường bên em hàng bên em về là bên em sẽ đến tầm 100% đối với hàng bãi là bên em sẽ mở cái phần côn chiếc này ra để các bác có thể xem và kiểm tra nhá. Đấy. Thì đối với cái hàng nhái thì bác thì nó là màu cà phê và cà phê nhạt nhá. Màu nó màu nhạt nhìn nó dại. Nhưng mà đối với cái dòng này các bác nhìn này. Nó là một màu cà phê đậm. Rất là đậm nhá. Để các bác nhìn qua màn ảnh như thế thôi. Nhìn qua đây thế. Đấy. Và đời các bác nhìn này, trên này có mã đời luôn này, email này. Đối với cái dòng này bình thường đối với cái màu nâu cà phê này bình thường nó chỉ quanh đời là bên em làm bình thường để ý là nó chỉ đến đời 13 14 nhá, đến đời 14 là cùng thôi. Đấy, đến đời 14 là cùng nha các bác nhé. Đấy, các bác chú ý giúp em khi mua hàng. Đây, màu này. Được chưa? Đây, quay mã này. Dòng này PF12 Highway công suất là 400W ở kháng 8 ohm nha các bác nhé. Ở kháng 8 ohm và độ nhạy giải tần của dòng này xuống cũng tương đối rất là sâu nha các bác nhé. Giải tần xuống đến là 55 cho đến 130 55 nhá. Riêng cái giải bát nó xuống là 100 từ 50 cho đến từ 55 cho đến 130 là của cái phần giải bát nó có thể xuống sâu. Đấy, đến tập này là từ 55 đến 130 Hz. Đấy, cái phần giải tần thấp của nó nhá. Còn riêng cái giải chép của nó cũng tương đối rất là cao nhá. Còn lại nó xuống giải chép của nó từ 55 Hz cho đến 20 kHz. Xuống rất sâu luôn dòng này. Đấy. Độ nhạy tương đối rất là cao của dòng loa Audinster này và tiếng đánh cực kỳ trong. Và đối với dòng này thì hiện tại hàng bên em về được khoảng cỡ là 6 cặp thôi. 6 cặp à 6 quả thôi. Đấy. Thì hàng số lượng có hạn ở ngoài miền Bắc cũng thế. Thì số lượng có hạn để gửi về tại miền Nam. Các bác nhìn bên trong thùng này. Dòng này thì thùng là bên trong này, các bác nhìn này. Chắc chắn này. Rất là chắc chắn nhá. Đây, bông thi âm là bông thi âm mút trứng nha các bác nhé, mút trứng. Đấy, nhà bác nào hiện tại đang có loa Audinster ấy thì các bác mở ra nghe kiểm tra xem. Đấy là các bác có thể xem lên luôn. Hôm nay em quay cực kỹ luôn. Đấy, và cũng thông báo đến các bác và hàng về tại cửa hàng Hiếu Minh tại miền Nam. Thì các bác cần mua hàng hay cần nâng cấp thiết bị karaoke gia đình. Đấy, thì liên lạc với bên cửa hàng em qua số điện thoại online là 0919182233 và 0869997229 và 0982352313. Và địa chỉ tại hai cơ sở là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội và cơ sở 2 là 48B cư xá Ba Điểm, quốc lộ 22 Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại dòng này em đang chào bán với giá là trên 14 triệu đồng một chút nhé các bác nhé. Giá cực tốt luôn. Đấy, các bác gọi điện cho em qua số điện thoại hotline, em báo giá tốt cho các bác và hàng bên em sẽ bao zin bao xịn cho các bác và anh em. Được chưa? Cam kết các bác nếu phát hiện ra hàng giả hàng nhái em đền bù lại các bác gấp 10 lần tiền đối với dòng loa Audinster này. Rồi em xin phép kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam nhé.